không có thoái thác nữa. Con được ơn gì? Dạ, con một ơn. Con theo đạo, con tên Maria, tên Nguyễn Thị Thiên, nay con 50 tuổi. Con bệnh ung thư, gồm họng, bây giờ nó lan lên não con luôn rồi, lần thứ cuối cùng rồi. Rồi con đi lên bệnh viện con chữa, nhưng mà nó cũng không hết. Cái bệnh nó hoành hành con nhức nhói, mà con khó không ăn được và cũng không ngủ được. Con cũng cầu xin Chúa nhiều lắm. Sau khi Chúa đã sắp thương và nghe coi lời con thỉnh cầu lên, con gặp cái chị hàng xóm cho con nghe mượn cái máy của cha cho con nghe hàng ngày. Đó, cái từ lúc mà con nghe đó là con ngủ được, con ăn được, con khỏe, tự nhiên con khỏe ra luôn. Dạ, rồi sau đó con đi bệnh viện con khám, bác sĩ nói sao mà không uống thuốc mà sao hết bệnh, sao mà tính được. À, bác sĩ hỏi con vậy, cái con mới nói dạ con là đạo Thiên Chúa, con xin cầu nguyện ở Chúa nên Chúa có lòng lành thương xót con, chữa mà hết bệnh cho con, chỉ có vậy thôi, với con không có dùng thuốc gì nữa. Bác sĩ nói sao? Dạ bác sĩ nói không ngờ, không tin. Dạ thông tin thì đến, thông tin thì đến, rồi bà nói bác sĩ đó đến mà xem nha. Đây con tạ ơn Chúa, tạ ơn cha, cảm ơn đồng đồng đã cầu nguyện cho con đó. Dạ. Rồi chị là theo đạo được bao nhiêu năm rồi? 25 năm rồi. Chị bao nhiêu tuổi? Dạ con 50 tuổi. 50 tuổi lúc mà chị lập gia đình là chị theo đạo đúng không? Vâng. Chị là 25 tuổi lập gia đình theo đạo và hôm nay chị 50 tuổi và chị đã được Chúa chữa lành. Lúc bác sĩ cũng bảo không thể tin được, không tin thì đến. Rồi, gửi tặng cho chị cái máy nha. Và nếu có dịp thì chị gửi cho ông bác sĩ đó. Nếu có đi tái khám lại thì tặng cho ông bác sĩ cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Nói với ông đây là nhờ cái này này, tôi đọc cuốn này này, nhớ không? Nhớ không? Rồi, nói với ông bác sĩ đây là, đây có ông bác sĩ này tên là? Đó, nói cho ông bác sĩ đó thấy nha. Không tin thì? Rồi, tặng thêm cho ông bác sĩ đây cây quạt này này. Rồi, ông bác sĩ, chị có con không? Dạ, con có con. Tặng cho nó cái bánh tăng tín thác luôn nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi, mời mấy anh, mấy ông.